Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tuyên bố hôm 28 tháng 6 và cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ. Chúng tôi đang ngày càng chứng kiến số lượng lớn các chuyến bay không người lái của Mỹ trên biển đen. Theo tuyên bố, các chuyến bay này có thể dẫn đến nguy cơ Nga đối đầu trực tiếp với NATO. Những chuyến bay như vậy làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố trên không phận với máy bay của lực lượng không quân vũ trụ Nga, cũng như tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa liên minh quân sự này và Moscow. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh Bộ này cũng cáo buộc Washington sử dụng các chuyến bay như vậy để giúp Ukraine tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, đồng thời nói thêm rằng điều này cho thấy Mỹ và các nước NATO đang ngày càng can dự nhiều hơn vào cuộc xung đột ở Ukraine. Vì vậy, bộ này cho biết thêm các thành viên NATO sẽ phải chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự cố nào như vậy. Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov đã kêu gọi các biện pháp đáp trả kịp thời trước các hành động khiêu khích Tuyên bố này được đưa ra vài ngày sau khi Nga cáo buộc quân đội Mỹ giúp lực lượng Ukraine tấn công tên lửa tầm xa vào bãi biển ở Sevastopol thuộc bán đảo Crimea hôm 23 tháng 6, khiến bốn người trong đó có một trẻ em thiệt mạng. Moscow cho rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm vì giúp Kiev triển khai vũ khí, đồng thời cáo buộc các chuyên gia quân sự Mỹ trực tiếp tham gia lập trình tên lửa trước khi chúng được khai hỏa. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cho biết vào thời điểm đó, chính Ukraine – tự đơn phương đưa ra quyết định về nơi sẽ tiến hành cuộc tấn công. Mỹ thường xuyên thực hiện các chuyến bay không người lái trên biển đen. Các hoạt động mà Washington cho biết đều diễn ra trong không phận trung lập và phù hợp với luật pháp quốc tế. Vào tháng 3 năm 2023, Nga chạm một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ trên biển đen, làm dấy lên lo ngại về cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai cường quốc hạt nhân vào thời điểm căng thẳng gia tăng vì cuộc chiến ở Ukraine. Theo European Prada, trong một cuộc vận động tranh cử ở Virginia, phát biểu trước đám đông người ủng hộ, ông Trump cho biết các quốc gia đối đầu với Mỹ hiện nay như Nga, Trung Quốc và Triều Tiên không tôn trọng Tổng thống Mỹ hiện tại Joe Biden. Ông Trump tuyên bố hôm 28 tháng 6, chúng ta có kẻ thù bên ngoài Trung Quốc, Nga, Triều Tiên, nhưng họ không thực sự là kẻ thù nếu bạn có một Tổng thống thông minh. Ông Trump cũng nhắc lại rằng ông có thể giải quyết cuộc chiến giữa Ukraine và Nga sau chiến thắng bầu cử, đồng thời ông sẽ làm như vậy trước khi vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, như mọi lần, ông Trump không giải thích ông sẽ chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine bằng cách nào. Tuy nhiên, trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên với đối thủ Đảng Dân Chủ đương kim Tổng thống, tối thứ Năm 27 tháng 6, ông Trump đã bác bỏ các điều kiện của Tổng thống Putin để đàm phán chấm dứt chiến tranh với Ukraine. Ứng ừ, viên Đảng Cộng Hòa nhấn mạnh, các điều kiện do ông chủ điện Kremlin đưa ra là không thể chấp nhận được. Điều đáng chú ý là các cố vấn của ông Trump mới đây đã trình bày với ông kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Kế hoạch này vạch ra rằng ông Trump có thể cắt viện trợ quân sự cho Ukraine nếu nước này từ chối đàm phán hòa bình với Nga, trong khi Washington sẽ cảnh báo Moscow rằng việc từ chối đàm phán sẽ khiến Mỹ tăng cường hỗ trợ cho Kiev. Các cố vấn chính của ông Trump cho biết ưu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai tiềm năng của ông sẽ là chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine càng sớm càng tốt. Nga pháo kích khắp lãnh thổ Ukraine. Tờ Kiev Independent dẫn thông tin từ cơ quan khẩn cấp nhà nước Ukraine rằng quân đội Nga ngày 29 tháng 6 đã tấn công thành phố Vinian, tỉnh Saporizhia, khiến 7 người thiệt mạng, 31 người bị thương. Theo cảnh sát tỉnh Zaporizhia, Nga đã phóng hai tên lửa vào Vinian, làm hư hại một cơ sở hạ tầng quan trọng, một cửa hàng và các tòa nhà dân cư, Hòa hoạn xảy ra sau các vụ tấn công. Tỉnh trưởng tỉnh Donetsk, ông Vadim Filaskin cáo buộc về cuộc tấn công của Nga vào ba khu định cư ở tỉnh này vào đêm 29 tháng 6, khiến ba người thiệt mạng và bốn người bị thương. Cùng ngày, thị trường thành phố Dehachi, tỉnh Kharkiv, ông Vyacheslav Zadorenko nói rằng Moscow đã tấn công thành phố này bằng bom dẫn đường trên không, khiến ba người bị thương và làm hư hại một số cơ sở hạ tầng dân sự. Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Kherson cho biết, sáng 29 tháng 6, quân đội Nga đã pháo kích vào làng Napnipriansky Kherson khiến 3 người bị thương. Trước đó, ngày 28 tháng 6, chính quyền địa phương nói rằng Nga đã tấn công tên lửa và một tòa trung cư 9 tầng ở thành phố Dnipro, tỉnh Dnipropetrov, làm một người chết, 12 người bị thương và hai người mất tích. Bình luận về vụ việc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29 tháng 6 nói rằng Nga phải chịu trách nhiệm về hành động khủng bố và chính quyền Ukraine đang chuẩn bị các giải pháp mới để bảo vệ người dân, theo hãng thông tấn Ukraine Farm. Ông Zelensky lưu ý rằng lực lượng chức năng tiếp tục dọn dẹp mảnh vỡ tên lửa tại hiện trường và chưa dọn số phận của một số người sống tại tòa nhà Ngày qua, ông Ida Saliyev, giám đốc điều hành công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, DTEK, nói rằng công ty này đã mất gần 90% công suất phát điện do các cuộc tấn công của Nga. Ông Sali AF cáo buộc Nga đã tấn công các nhà máy nhiệt điện của DTEK hơn 180 lần, gây thiệt hại khoảng 350 triệu đô la Mỹ. Ông Sali AF nói thêm, chỉ riêng năm nay chúng tôi phải chi gần 100 triệu đô la Mỹ để sửa chữa các nhà máy nhiệt điện. Các chuyên gia của chúng tôi đang tìm kiếm thiết bị bảo trì trên toàn thế giới để có thể mua và mang về lắp đặt tại Ukraine. Trong ngày, lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã bắn hạ 10 máy bay không người lái UAV tấn công Nga. Theo báo cáo, Nga đã phóng UAV vào Ukraine từ khu vực Primorskoye Atat, tỉnh Krasnodar Krai, Nga. Bộ Quốc phòng Nga ngày 29 tháng 6 cho biết, quân đội Nga đã đạt được tiến bộ trên nhiều mặt trận, gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng Ukraine, theo hãng thông tấn TASS. Cụ thể, nhóm chiến đấu phía Bắc của Nga ngày qua đã gây thương vong cho 270 binh sĩ Ukraine, phá hủy một xe tăng, bốn phương tiện cơ giới và một khẩu pháo của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu Battle Group Donetsk của Nga đã loại bỏ khỏi vòng chiến 100 binh sĩ và phá hủy một kho đạn dược Ukraina trong ngày 29 tháng 6. Tại khu vực do nhóm chiến đấu trung tâm của Nga quản lý, Ukraina mất tới 360 binh sĩ, hai thiết giáp, một xe cơ giới cùng nhiều khẩu pháo trong ngày qua. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu phía Tây của Nga đã di chuyển đến các vị trí thuận lợi hơn trong ngày qua, gây thất bại cho 7 lữ đoàn Ukraine. Tương tự, nhóm chiến đấu phía Đông của Nga cũng di chuyển đến các vị trí thuận lợi hơn, khiến Ukraine mất tới 135 binh sĩ. Nhóm chiến đấu phía Nam của Nga ngày 29 tháng 6 đã cải thiện vị trí tiền tuyến, khiến Ukraine tổn thất 430 binh sĩ, 3 thiết giáp, 8 xe cơ giới. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi một máy bay MiG-29 và 119 UAV của Ukraina trong 24 giờ qua. Lực lượng vũ trang Nga cũng phá hủy hai bệ phóng của hệ thống tên lửa S-300PS của đối phương. Trong ngày, Nga báo cáo về các đợt pháo kích của Ukraine và Donetsk khiến một người thiệt mạng và bốn người bị thương. Ủy ban điều tra Nga ngày qua đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ tấn công của Ukraine vào làng Gorodice, tỉnh Kursk, Nga, trước đó cùng ngày khiến năm người thiệt mạng. Ủy ban điều tra Nga nói với TASS, Cục điều tra chính phủ Ủy ban điều tra Nga đã mở vụ án hình sự theo Điều 205 Bộ luật hình sự Nga về tấn công khủng bố sau vụ tấn công của Ukraine vào làng Gorodice. Ngày 29 tháng 6, Hội đồng Liên minh châu Âu-EU đã ra hạn lệnh trừng phạt đối với Belarus vì cáo buộc nước này có liên quan cuộc chiến của Nga tại Ukraine, theo tờ The Guardian. Hội đồng EU cho biết các biện pháp trừng phạt Belarus tương tự các biện pháp mà EU đã áp đặt lên Nga, chủ yếu nhắm vào ngành kinh tế. Theo tuyên bố của Hội đồng EU, sự hội nhập chặt chẽ giữa nền kinh tế Nga và Belarus đã tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho việc Moscow lách các lệnh trừng phạt hiện có. Các biện pháp trừng phạt mới đối với Belarus phản ánh một số biện pháp đã áp dụng với Nga, khiến các biện pháp trừng phạt EU áp đặt lên Nga trở nên hiệu quả hơn. Cũng trong ngày 29 tháng 6, căng thẳng biên giới giữa Belarus và Ukraine leo thang khi Minsk cáo buộc Kiev triển khai lực lượng đến biên giới. Hãng thông tấn Benta của Belarus đưa tin. Benka dẫn lời ông Andrei Severinchik, chỉ huy lực lượng phòng không Belarus. Căng thẳng ở biên giới Belarus-Ukraine ngày càng gia tăng, họ đang cố gắng kéo chúng tôi vào cuộc chiến. Ông Severinchik nói rằng, các lực lượng Ukraine được cho là đã bố trí các thiết bị quân sự, bao gồm cả những thiết bị do Mỹ sản xuất ở tỉnh Zitomi, Ukraine, giáp biên giới Belarus. Ông Lukashevich cũng cáo buộc Ukraine đặt mìn và các chất nổ khác gần biên giới. Ông Lukashevich lưu ý, chúng tôi sẵn sàng sử dụng mọi lực lượng và phương tiện sẵn có để bảo vệ lãnh thổ và người dân Cộng hòa Belarus khỏi những hành động khiêu khích có thể xảy ra. Nga công bố video cuộc tập kích bằng tên lửa Iskander nhằm vào đoàn tàu chở thiết giáp và tổ hợp phòng không bốc M1 của Ukraine tại tỉnh Saborizia. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 29 tháng 6, kíp vận hành tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander đã tiến hành đòn tập kích nhằm vào điểm bóc dỡ vũ khí và thiết bị quân sự từ đoàn tàu hỏa của quân đội Ukraine tại khu vực làng Ukrainka thuộc tỉnh Zaporizhia. Máy bay không người lái UAV Super KAM được triển khai để giám sát mục tiêu và xác nhận kết quả đòn đánh. Trong video được quân đội Nga công bố, đoàn tàu quân sự Ukraine gồm nhiều toa hàng, chở theo xe thiết giáp và khí tải bị phát hiện tại bãi đỗ. Trong khi một số xe đã được đưa xuống khu đất trống bên cạnh, tên lửa Iskander đánh trúng bãi đỗ tạo ra vụ nổ lớn và cột khói bụi bao trùm khu vực. UAV Nga cũng ghi hình hàng loạt thiết giáp và khí tài Ukraine bị phá hủy, cùng cột khói đen khổng lồ bốc lên từ các đám cháy tại bãi đỗ. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đoàn tập kích đã gây thiệt hại với nhân lực, phá hủy nhiều thiết giáp trưởng quân M113 do Mỹ sản xuất, cùng một xe chiến đấu bộ binh BMP-2, tổ hợp phòng không tầm trung Búc M1, xe bồn chở nhiên liệu và các hàng của đoàn tàu. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Nguồn tin an ninh Ukraine giấu tên cuối tháng 4 cho biết, số lượng đòn tập kích của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng đường sắt đang gia tăng, nhằm mục đích vô hiệu hóa các tuyến hàng quân sự và làm tê liệt hoạt động vận chuyển vũ khí của phương Tây ra tiền tuyến. Ukraine kiếm khi tiết lộ thông tin về những cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự nhạy cảm. Tuy nhiên, nguồn tin giấu tên trong tình báo nước này xác nhận rằng Moscow đã đẩy mạnh tấn công hạ tầng đường sắt để gây gián đoạn nguồn cung vũ khí của Kiev.